Hôm nay là mình quyết định đi mua một chiếc xe cũ ở Autoside. Cũng ở gần khu vực Luxor, gần nhà mình thôi. Mình mua một chiếc Toyota Highlander đời 2012 bản Limited. Đây là bên trong gara sửa xe. Thì anh bạn này là vừa bán vừa sửa xe. Và điều khá thú vị là anh này là người Việt, cho nên là mình rất là thuận tiện trong việc mua bán và làm giấy tờ. Đây là chiếc Toyota Highlander và mình quyết định chọn mua nó vì bên Mỹ này đa số người ta chạy 6 máy với 8 máy là nhiều. Đây, đây là Highlander đời 2012. Thì lát nữa đi, lát nữa mình chạy về nhà, mình sẽ quay cận cảnh chi tiết trong và ngoài xe cho anh em ha. Tại vì bây giờ ở ngoài, đứng ngoài sân đây rất là nắng, cho nên là nó hơi chói mắt mình. Mình sẽ quay không được kỹ cho lắm, mình chỉ lướt sơ qua thôi. Đây, đây là toàn bộ cái gara xe, cái tiệm xe của GT Sun. Thì anh này là người gốc Việt. Mình cũng vô tình lướt trên Facebook, lướt trên mạng để tìm xe cũ á, thì vô tình lướt vô cửa hàng của anh này ha. Cũng khá là trẻ, 37 tuổi. Đây, thì những cái xe, dòng xe bán trong này cũng khá là bình dân, trung bình từ 6-7 ngàn cho tới 13 ngàn. Bán dao động trong khoảng giá đó rồi, cho nên là rất dễ người tìm tới mua. Cái này là Toyota Tundra, Tundra. Đây cũng là một chiếc Highlander đời 2013. Nhưng mà cái này là bản thường, không phải là bản limited như là xe mình. Theo như lời chủ tiệm nói thì xe này anh mới nhập về. Và anh sẽ dành ra một tuần để mà tu chỉnh vệ sinh các kiểu rồi bắt đầu anh mới cho lên ra ngoài cửa hàng bán. Hello anh em, đây là chiếc Toyota Highlander bản Limited mình mới lấy từ gara về. Nó cũng là xe cũ thôi. Xe một tuần sau thì biển số họ sẽ gửi về nhà mình. Cái này là xe đời 2012 ha. Thì cũng khá là mới do chủ cũ họ cũng sử dụng kỹ. Đây, mình tham quan một vòng cho anh em coi. Toàn bộ nội thất trong đây cũng khá là đẹp mắt. Hầu như là chủ cũ họ sử dụng rất là kỹ, cho nên là những cái ghế da còn rất là mới. Mọi thứ còn rất là đẹp. Mình xem. Oh. Kể cả catalog trong xe vẫn còn y nguyên luôn. Những cái nút bấm ở trên này nè, chữ còn rõ nét, không bay màu. Đây là bản xe limited cho nên là cái bản này nó có sẵn cái màn hình và camera gear cho mình luôn. Còn những bản thường thì mình nhớ không lầm là nó chỉ có đĩa DVD, CD thôi. Mình kiểm tra xem.
tự động. Những cái nút này hình như là lấy gió trời này. Đó. Ok. Mắt kiến. Mọi thứ còn rất là mới. Ốp gỗ theo bản limited. Rồi, mình thử tham quan mấy cái băng ghế sau ha. Được cái là con xe này nó sử dụng dòng loa JBL khá là nổi tiếng. Thì trong xe này loa là nó bên cửa trái, cửa phải và đằng sau đều có đầy đủ. Ở bên này mua xe mình muốn check xe làm họ sẽ check qua cái mã vạch này nè, là biết xe mình có đâm đụng, có tai nạn hay là có sửa chữa gì trong gara không. Thì ở bên Mỹ này họ có cái app để check hết. Thì may mắn là mình mua con xe này khá là hoàn hảo, tuy là xe cũ sau 12 năm. Đấy, mọi thứ nội thất bên trong cũng khá là mới. Sau có ốp gỗ này. Và JBL cũng là bên này luôn. Và bộ đằng sau vẫn cái cửa sau vẫn có một loa ở phía sau. Thì cái dòng Highlander này nó thiết kế là xe là 8 chỗ. Thì nếu như có người ngồi ở băng giữa này á, thì mình có thể mình gạt cái này lên. Thiết kế xe này cũng rất là hay. Mình sẽ lấy cái này ra. Rồi. Đó, đây là khoảng trống để cho người ngồi sau họ kia đi luồn qua đây. Và nếu mà muốn có thêm người ngồi giữa thì đây. Mình có thêm một cái ghế. Xe này nó thiết kế rất là hay. Đó, đè xuống, xong. Rồi, kéo cái này lên. Thì ở đây trở thành một cái băng giữa liền. Và không sử dụng cái này thì mình lại cất vào đây. Khá là tiện lợi ha. Rồi, để mình gấp cái này xuống và coi đằng sau xe cái băng sau. Hầu như là chủ cũ họ ít sử dụng băng sau cho nên là mọi thứ còn rất là mới luôn. Mặc dù là tuổi đời xe đã 12 năm rồi. Da gì vẫn còn sạch đẹp. Rồi, mình thử đi tham quan cái đằng sau cốp xe nữa ha. Phía sông này mình hạ ghế để mình chở đồ cũng rất là rộng rãi. Ở bên này là cái này là cái này là cái để nâng xe lên nếu mà thay bánh. Bên này là hộc chứa đồ. Còn cái này là dành cho mình hạ ba hai băng ghế ở giữa, nếu như là mình đi mua đồ mà chỉ có một mình không có ai hạ ghế giùm á, thì đây đó gạt này luôn, rất là tiện lợi luôn. Thì cái xe này lúc này ra nên mình chở đồ, mình đang tay mình đang bận hoặc là đi chợ đang dở tay á, thì mình có thể hạ ghế từ đằng sau. Đây chỉ là con xe cũ thôi, mình chia sẻ cái con xe cũ thôi chứ không phải là mình khoe gì hết anh em ha. Đây là con xe cũ thôi,
Con này được cái tiện lợi là mình có thể mở riêng cái kính này lên. Nếu như anh em nào đang lỡ tay dở tay á, mà mình muốn quăng một cái đồ nào đó nhanh gọn lẹ thì mình nhấc cái này lên và mình nhét đồ vô đây, khá là tiện lợi. Sau khi chạy một vòng con xe này thì mình khá là hài lòng. Tuy rằng xe này sản xuất từ năm 2012, nhưng mà đối với ở Mỹ, xe ở Mỹ thì họ chạy những con xe còn lâu hơn xe mình nữa. Được cái là xe mình chủ cũ họ chạy cũng khá là kỹ. Từ nội thất và bề ngoài xe, ngoại hình xe, họ chăm xe cũng rất là kỹ lưỡng, sạch sẽ. Khi mà mình tới gara mà mình nhìn vô con xe này là mình kết liền, không chê vào điểm nào được. Từng chi tiết nhỏ đều còn rất là mới và máy móc rất là ok. Qua bên này rồi, thực sự thì cũng nói là mình cũng nhớ Việt Nam, nhớ những cung đường anh em đi phượt, nhớ những trải nghiệm thú vị khi còn ở Việt Nam. Tính ra là qua đây mình cũng qua đây được 2 tháng rồi. Thì cũng phải bắt nhịp theo cuộc sống mới thôi. Đôi khi thì rảnh rảnh lại mở những cái video những cái thời mình còn đi phượt cùng với anh em. Thì không biết là khi nào bao giờ mình mới trở về Việt Nam, mình tiếp tục những cái đam mê. Có nhiều anh em cũng hỏi mình là qua bên Mỹ kiếm chiếc xe máy hoặc là xe tay ga hoặc là mô tô đi phượt bên Mỹ xuyên bang. Mình nghe rất là thú vị, nghe rất là hay. Nhưng mà có điều là khi mà ở Việt Nam á, mình cũng đang có cái suy nghĩ này rồi, có những cái ý định này rồi. Nhưng mà khi mà mình bước chân sang Mỹ rồi, mình ở được một thời gian ngắn, thì mình mới thấy là bên Mỹ này đi xe máy không đơn giản. Một chân là bước lên xe hơi, mà khi mà ra đường lớn rồi, mình mới thấy là không có chỗ mà cho xe máy len vô, chen chân vô. Mình nhìn thấy mình ớn lắm, nhiều khi mình lái xe hơi vậy, mình đang chạy cái điện đâu đâu lù lù, chiếc mô tô nó vọt lên, làm cho mình cũng hơi mất cảnh giác. Tại vì ở Việt Nam á, thì mình đi xe máy quen rồi, nhưng mà qua bên đây á, mình ai cũng chạy xe hơi hết. Tự nhiên ở đâu đó lù lù một chiếc xe máy lên, đâm ra nó cũng có cái gì đó nó hơi lạ lạ. Cho nên là nhiều người cũng khuyên mình á, chơi lại xe máy, chơi mô tô này mà để đi phượt á là cả một vấn đề đó. Thứ nhất là bằng lái nè, thì bằng lái hai bánh khó lắm. Mà mua con xe máy rồi phải, bên này nó bắt buộc là mình phải trang bị bảo hộ, nón, đồ đủ thứ. Và cái nhất là cái thứ hai là cái thời tiết ở Mỹ nó khắc nghiệt hơn ở Việt Nam. Ở Việt Nam mình có thể mình đi nắng đi mưa ok thoải mái, nhưng mà qua bên này rồi nắng thì nó nắng kinh khủng, mưa thì nó mưa mà không thấy đường luôn. Cho nên là đi xe máy á, nó không an toàn. Cho nên là mình không biết là khi nào mình mới tiếp tục được cái đam mê mà xách xe máy đi chơi. Thì cái đó chắc còn lâu dài lắm. Đam mê thì đam mê thôi, nhưng mà mình cũng phải nhìn vào cái thực tế, nhìn vào cái thực tế cuộc sống ở bên này. Chắc có lẽ là phải mất một thời gian lâu lắm, vài ba năm, khi mà ổn định cuộc sống và khi mà mình đã quen hết những cái gì ở nước Mỹ này rồi. Nhưng đường xá, luật mỗi bang mỗi khác, cho nên là có thể là hẹn một thời gian vài năm nữa thì hy vọng là mình sẽ
tiếp tục đam mê đi phượt bằng xe máy trên đất Mỹ. Cái là đam mê thôi, nhưng mà biết đâu được mình sẽ trở lại đam mê, chia sẻ những cái cuộc hành trình cho anh em xem. Tạm biệt anh em. Chúc anh em một ngày mới nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc.